Xin kính chào quý khán giả thân mến. Hiện tại thì cháu Hùng đang có mặt tại con đường Hai Lùng Cá. Và hôm nay cháu Hùng nghe được một tin rất là vui. Vì hôm trước có thừa xi măng, cháu Hùng cho 4 hộ gia đình ở dưới kia. Và chia ra thì 2 hộ người già thì được mỗi nhà 10 bao. Thì bây giờ cháu Hùng sẽ với lại dẫn tất cả bác và tất cả mọi người đi xuống đó để xem hôm nay người ta láng nền nhà như nào các bác nha. Và thời tiết ở trên vùng cao thì rất là lạnh luôn các bác. Thời tiết vùng cao trên hai hôm nay thì lạnh khỏi bàn luôn rồi. Cháu Hùng đang mặc rất là nhiều áo và rất là nhiều áo mưa. Đây các bác có thể thấy trước mặt cháu Hùng đây là cải mèo nha. Hôm trước có bác bảo là nếu mà có giống cải thì gửi cho các chú các bác ấy, thì chắc là một hai hết đến Tết này thì cháu Hùng sẽ gửi cho mọi người nha. Đấy, cái giống cải mèo các bác có thể thấy là cái cải mèo này như cái chỗ này thì chắc là một ba bốn lá là đủ một nhà ăn luôn rồi. Đó, cái lá dưới kia to đùng luôn các bác có thể thấy đấy. Đó, cái lá rau cải to như thế này cơ mà. Okay. Rồi, giờ thì chúng sẽ dẫn tất cả mọi người đi xuống dưới 4 hộ biệt lập dưới kia để xem người lán lên nhà nha các bác nha. Đường đi thì cũng rất là thuận tiện khi mà làm được mấy con đường này. Giờ thì các bác nói thật ra là đường đi xuống dưới 4 cái hộ này thì hôm qua vừa thấy cả làng điên cưới vì đường mới các bác. Nhà nào đang xúc cái cát thừa này vẫn được hơn một bao đây các bác, được khá là nhiều luôn. Tức là mọi người lấy về để mọi người lán làm nền nhà hoặc làm cái gì đó các bác. Ôi, sương mù dày đặc luôn các bác. Có gì bỏ? Hả? Chồng có gì? Cái chỗ này thì nếu mà mọi người đi quen thì sẽ đi một cua là xong. Nhưng còn ai đi không quen thì chỗ này phải đi hai cua các bác. Trời ơi, đây, cháu không phải đi hai cua. Một cua thôi. Giúp mua gì? Lá chè. À, bây giờ là cháu không cho 10 bao xi măng thì bây giờ bà lại phải... vần cái đống này để đi ấy đi láng nền nhà. Ủa vấn đề hả? Phải tao bỏ từ thiết 6 tao ipon đi. Nó bỏ 6 này. Nói chung là bây giờ thì khả năng là có đường mới thì ai có tiền thì cũng thể láng nền nhà này, xây nhà này. Nhưng mà cái việc xây nhà của bà con trên vùng cao này cũng rất là khó khăn. Vì 4 hộ chỗ này thì theo chúng suy nghĩ là rất là khổ, chỉ có nhà của chứ kia là mới là có tiền thôi. Đi đâu đó em? Em mừng gì á? Đau đầu à? Bị ốm à? Phải á? Các bác có thể thấy thời tiết này. Lạnh vừa buốt. Nhưng là lạnh. Quá là lạnh luôn. Chắc chồng sẽ để xe chồng đây thôi. Các bác có thể thấy là hôm nay thì chẳng biết là làm bên đâu. Giờ thì thời tiết rất là lạnh luôn các bác. Trông không ngờ là thời tiết trên vùng cao lạnh như thế này.
Rồi, giờ cháu sẽ với tất cả các bác và tất cả mọi người đi vào trong ngôi nhà của cô đây rồi, đây rồi, cũng lán được khá là nhiều rồi. Ở tủ thôi á. Ô tại tập bao rồi? Con đi tại bao á? Con đi tại bao á? Sao cho nhiều thế? Vừa vừa thôi. Ý chỗ này đi á. Thế chúng ta chịu khó trông mà thâu lọ. Dài bên này sang này, dài từ bên này về trước này. Ôi để ô, tuần đi tôi đồng luôn này. Thì là có ba mẹ con làm thôi. Vì là ở bên này thì cũng hội bên này cũng đang làm. Bởi vì là được 10 bao xi măng, mới nhặt được 10 bao thì cháu Hùng cũng nghĩ là thoải mái cái nền nhà này luôn. Trước khi làm nền nhà thì cái chỗ này phải lót đá vào nhiều một tí. Nhưng mà con này dễ chơi hơn đi đấy. Chỉ mua dễ rồi. Tớ xay á. Cái này cho đá vào nhiều một tí thì nó mới chắc được. Đá cứng quá. Thế đập từ sáng giờ không vơi tí nào đâu à? Thế hôm qua thế bảo là hôm qua làm rồi. Nó làm linh tinh thôi. Làm linh tinh thôi. Thế anh là anh trai anh biết sao anh không bảo nó? À đi cưới à? Lán được thì bỏ giày ra cho sạch, tuy nhiên đi giày vào làm gì không biết. Cá búa gì? Ờ, này á? À, chúa này đi, sao tự nhiên là lấy đi đổ vứt đi làm gì? Bây giờ là mình phải bỏ đá vào thôi, không đừng có cào đất lên làm gì cả. Bố. Không biết làm thì không hỏi. Sao đi bỏ chú ipo cho tao cho lời ra. Sao thế? Sao đi à? Ipo tao cho tao đấy. Cũng khá là đẹp. Ô, nằm món đi khách cho A một tối tại rồi. Hôm qua đào cái đất đi khá là sâu luôn đây. Các bác thấy là cái ngôi nhà này thì chắc cũng làm lâu lắm rồi. Chú chỉ uống cho tôi sâu này. Cái nhà được 30 năm rồi đấy. Đâu xem là những cái cột các thứ xem là hỏng hết chưa? Đây các bác thấy là những cái cột đây này móc hết rồi, ở lâu lắm rồi cũng mới móc hết. Nhưng chính ai phải để như bên này này. Nằm món đi chỉ khắc hà mốt chói giả không thầm mà từ rong đua. Nên khắc hà mù bó chê tà tà. Đó, tao mà cho xong rồi vứt ra đây luôn, cho ra đây luôn. Cầu một con miếng rồi kìa. Cầu tôi nị, cầu uống tôi số con miếng mụ. Ôi, thì ôi, tổng như là trong đuôi thế này. Làm từ bên này về ấy. Thế làm xong từ bên kia về xong rồi bắt đầu từ đây ra ngoài kia. Đúng không? Bây giờ mà cứ làm ở đây sang tí ở bên này còn không đi làm được ấy. Làm từ bên này về đi.
Đấy, là được bên này sang chứ. Đó. Ô sát tới mù. Ô đi cần đồ nữ tiết khô thì mất chảy rồi. Ừ. Thế này hôm trước xe hỏng đi thay cái củ chế này. Nói chung là cái này phải có người biết làm, không biết làm là hỏng hết. Đẹp phết đấy các bác. Đi đi đi. Ok ngay. Ok, ok con gà tay ngay. Nói chung là láng này thì mình quét nhà các thứ thì nó đỡ phải bẩn các bác. Chứ không láng thì cái nhà này nó mình báo là cũng bị vấp 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 kiểu gì ấy. Xong là nó nhìn rất là đẹp. Nói chung là thế xi măng thì chia cho mấy anh em thì anh em cứ tự mình làm như này giải quyết thôi. Nhưng mà thực ra thì cứ ở độ đổ từ 2 mét trên này xuống kia đi nhá. Thì nó đi nhiều quá không phải đâu. Đi xuống đi. Đổ cho kia. Đây đây đây, xuống đi, xuống đi. Đấy, cứ đi lấy về đi, lấy về nhiều nhiều trong láng một phát cho nó thoải mái. Chứ lâu lâu mới được một rổ thôi thì hơi khó các bác. Sương mù dày quá nên là nó bay vào nhà hết các bác. Lạnh thật sự luôn đấy. Đó, liền thôi. Xong là dọn nốt cái này đi là đẹp. Theo suy nghĩ của cháu Hùng thì chắc khả năng cái chỗ này thì dọn đi cho nó ra để ngoài nó rộng rãi thoải mái vì ngôi nhà rất là to. Ngôi nhà này làm cũng được khoảng 30 năm rồi. Những cái cột các thứ này cũng hỏng hết rồi các bác. Và hình như là cháu không nhầm là nhà bên này cũng đang láng cái nền. Chắc là vậy. Nhà sau này để xem. Nhà bên này cũng đang thấy nhà này mới được nhiều đá này. Nữ thi hủ này tòa ni lơ khắc khắc một tà lơ khắc chợ lơ khắc a một tà cho a chỉ trong này. Đấy, như nhà bên này là nó đập được rất là nhiều đá luôn này, tuyệt vời luôn. Ăn cơm á, ăn cơm thì sớm đấy thử ơi.
thử ăn cơm với cái gì ấy? Không có cái gì ăn. Không có gì ăn á? Cái này là cái gì? Nước canh à? Ừ. Này bị ốm rồi. Đi nhà ngoài uống rượu nhiều có bị ốm đúng không? Không đâu. Không á? Vợ cũng ốm nhưng là chồng cũng ốm nữa. Trời. Đấy, nhà này đập được nhiều đá thì rất là thoải mái luôn. 10 bao thì thoải mái làm cái nền nhà luôn các bác. Nhà trông sẽ sang bên này để giúp nhà bên này, nhà cô mẹ của chứ để làm nốt cái nền. Tôi sửa rồi, bỏ kia uống rồi, uống nè. Lúc làm cho con đường thì thay đổi chóng mặt luôn các bác. Cháu không thấy trẻ con đi học buổi sáng là có bố mẹ đưa đi nha. Xe đưa đi đàng hoàng luôn. Đợt trước thì chưa được đường chưa xong thì mọi người cũng chỉ đi bằng di chuyển bằng đi bộ. Nhưng là đợt này làm cho cái đường thì mọi người đã di chuyển bằng xe máy hết. Đẹp luôn, tuyệt vời luôn các bác. Chị cua. Chị cua gì nhỉ hả? Thích không? Ừ? Gió lắm. Đấy, chị rau về giúp làm luôn cho nó nhanh. Ô tiện, không được, ô tiện. Bàn tay của người phụ nữ làm lúc nào cũng nhanh nhẹn hơn con trai. Để tao bên tìm mà, chứ mới để rồi. Ta sẽ chà đấy. Ôi trời ơi, ôi trời ơi. Thằng cò kia về đây. Mẹ ăn kẹo không? Về ăn kẹo không? Đây. Cho kẹo này. Ăn kẹo không? Thằng sao còn thích không? Khóc cứ nói với cho kẹo mẹ ăn nhé. Nghe chưa? Này. Cô ở nhà cao một chê tán nha, chị Phú nha. Khóc cả tí nữa chú mang về hết nha. Bác chứ nhỉ. Vì chú Hùng là hơn tuổi bố của thằng này. Đấy, thế là đẹp chưa? Làm cái này ra có vẻ chuẩn hơn không? Cứ làm ở giữa nhà này thôi, thì nếu bắt đầu làm xong thì không có đường đi nữa là nghỉ mai lại làm tiếp à? Không được. Thế này
Cái này thì không phải rồi. Nhà cô này có nhiều ngan quá nhỉ. Cô có bán ngan không? Bò. Thế mai ở đây mình có ai được nhà, có nhà nào lấy gạo không? Cho mấy nhà một bao gạo 10 cân có lấy không? Lấy. Lấy không? Lấy. Lấy nhá. Thế mai cháu sẽ cầm cả quần áo với lại mỗi nhà một bao gạo 10 cân xuống nha. Cho mấy bốn nhà thì mất 4 bao rồi. 4 bao và còn 9 bao nữa cháu sẽ lựa lựa là cho chỗ khác. Vì thực sự ra là cái này là của mạnh thường quân gửi lên thì cháu thích cho ai thì cho, nên cháu sẽ quyết định là cho 4 hộ biệt lập này các bác. Bốc chỉ bốc. Biết làm thì đi làm đi, còn gì nữa. Bà bò mua ra rồi chị mua bò. Lại dung phơi tùa, dung phơi mua ra rồi nó nè. Ôi nhiều ngàn quá, con này là to thật sự luôn. Cá lô chi á. Thì ngàn rất là to luôn này. Mua đây chỉ mua hả? Đâu mình xuống xem nhà bà. Nhà cô này quá là nhiều bò. Ôi nuôi là 2 con bò đây á. Tủ nhiêu đi á bò? Từ từ cho. Nhiệt lô cho á. Nhiệt lô tao đi á. Số lùng á. Thế là bà là hồi xưa ông nhà mất thì là cũng được người ta mổ. Tức là người mất thì sẽ mỗi nhà sẽ về một con bò, xong đến lúc bắt đầu là đến nhà người ta thì mình bắt đầu đi trả nợ. Các bác phải hiểu là hồi xưa là có một nhà là hình như cháu không nhầm là mổ hẳn 8 con bò, rồi là đến lúc con đi trả nợ là con phải bán đất đi để mua bò đi giả đấy các bác. Đấy, cái phong tục nó lạc hậu quá là lạc hậu luôn. Thế nên là cháu cũng đi vào trong bản làng, cháu cũng truyền đạt là mọi người tốt nhất bỏ cái thủ tục ấy đi. Nói chung là nó không hay ho gì cả, chỉ làm cho mình nghèo thôi chứ không thể làm cho mình khá lên được. Nhà thì nhà toàn đất thôi, hôm nay là mới láng nền nên cũng rất là hay. Lửa dầu mua đá chỉ mà là tuôn nhiều mà chỉ phút tuôn à? Để tuôn tàu thì mua rồi, tuôn tàu nó có một bộ tháo ở tổ chi bông tuấn đâu tổ nhiêu y tú mà y tú trên này tú rồi phơi mềm rồi phơi lúc trước mà lúc trước nữa thế là lúc trước là chồng cô này mất thì là anh này cũng chỉ bé như chứ kia thôi chứ mua gì xong thì tú chứ mua gì xong thì tú chưa xui chưa chưa rồi chỉ mua nào đâu hay chưa chỉ mà vua là mà ông lão đầu sít nhá chỗ từ ngồi tao té thôi. Mà thế à? Mỏ thì tà lại nữa, bố mỏ ghê gì vô thế nào. Mỏ tà á? Thôi thì già rồi mà. Già, cô già. Giờ mới nhớ là cô già. Mẹ phải thiếu nha. Thôi chứ, ôi giờ tôi là phía bên này, tôi tập bếp chẳng chú mà. Ú chỉ mùa, ú bê chú bó là, anh đi. Ú chỉ mốt chú mô là, ú dâu nhờ, chỉ mốt chú mô gần ta, nó mỏ chứ, đứa chú tàu. Mỏ khó bó cử, mẹ nó chả chỗ, đứa chỉ mốt nấu cử chỗ. Lúc nào cũng bảo là không có gì ăn nhưng mà rất là nhiều tiền. phải không chị, phải không em, rất là nhiều tiền đấy. Nhưng chứ bảo không có tiền nhưng mà rút ra tần tần 500.000 thôi. Ồ, ăn xong cứ đây à, khâu bớt chị đi. Mẹ chồng nàng dâu rồi hai cô cháu tự giúp nhau làm nốt cái chỗ này. Để đi.
Có mệt quá không chị? Mệt. Mệt á? Mệt cho cái thằng này đi làm, thằng này ngồi đây hút thuốc làm gì thế? Đi làm đi. Bé tí mà hút thuốc như như người lớn ấy nhở? Để cho đi lấy ly mà, ly kia mà. Chị ấy làm như kiểu là cái công việc này quen quá, quen với chị ở một tay xúc một tay đỡ đấy. Đấy, khỏe quá trời. Bác ấy thấy là những người phụ nữ ở trên vùng cao người ta làm việc, nói chung là xem các chị ấy làm thì quen lắm rồi, quá quen rồi. Khiêm một đi. Khiến tôi tổn đi đây, tôi tổn đi, về đây, nhanh lên. Cho kẹo rồi mà còn thích ra đứng bên kia cho mẹ mày làm việc chứ, về đây, nhanh. Đấy, tôi đi. Hui chá, gấu á. Lành. Tiền đẹp không gọi là vừa mới lành. Lại giống ở bên ngoài kia cũng có vừa mới lành, ở đây cũng có vừa mới lành nữa. Bác, bên này là cái chú mà lấy bột đá của nhà của cậu con trai. Nhưng mà nghe nói thì cậu con trai này hơi khó tính với mẹ thường phải. Bây giờ lấy cái bột đá này thì mai mốt phải trả cho cậu con trai là một con lợn. Đó, nhưng mà đấy là mẹ con cùng, nói chung là mẹ đẻ của mình đấy, giúp mẹ đẻ của mình nhưng mà vẫn lấy tiền. Đấy, cho nghe máng máng là như vậy. Chào chào, ok chứ ok. Còn cười á. Mua tao. Mama. Đi xem nào. Các bác thì cũng không thể cũng không lạ gì với cái chỗ á, gọi là hôm trước thì có nướng thịt ở đây rồi. Nó vì trong hai hôm nay thì đấy các bác thấy đấy. Đó. Giờ ui nó mới rồi khỏi ly con đi, ui cho kê một kia. Dạ, cố lên. Thời tiết ở trên vùng cao này rất là lạnh, vừa lạnh vừa buốt. Đây cũng sắp hoàn thiện rồi các bác, khá là nhanh. Bụi, các bác có thể nhìn thấy là bụi dã man luôn. Con nhưng mà ô của không đi đâu. Ừ, đấy làm từ bên kia sang bên này thì nó mới ok được. Ôi trời ơi, là toàn đất mà đi dăm cái là toàn đất hết. Làm được một buổi thì cũng xong được cái mấy nền ở giữa nhà. Và cái bên này thì chắc là mai mới láng đúng không? Này bây giờ là mọi người để cái chỗ lên đi lại để tôi nấu cơm ăn. Bây giờ là làm cái chỗ bên này trước. Rất là đẹp các bạn. Quá là tuyệt vời. Giờ xi còn thừa 4 bao nữa. 4 bao thì mai láng nốt chỗ này, còn chắc còn thừa một
tầm khoảng 12 bao nữa thì lan ở ngoài các bác. Này nhà mới đẹp sáng lung linh luôn các bác. Thôi tầm đi căn tủ thiếu rồi. Thôi nè. Tao muốn có cái. Nè cái. Mình chịu quá. Chứ mà mình chứ. Cái chưa. Ờ tủ cửa để căn tủ à tủ 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 căn tủ thiếu quá. Đây mọi người là quyết định là để mai mới làm quá. Cái gì? Dừa. Dừa. Rồi, giờ thì chắc là cháu cũng xin phép kết thúc cái video của cháu ở đây thôi. Giờ mọi người cũng làm xong rồi, cháu cũng xin phép về để đi mua gạo để mai phát cho 4 hộ gia đình. Cao thôi. Cao thôi. Đây là chè. Nhà làm cái này để chắn nước. Tớ xe, cháu đấy. Ô dù. Là rơi để chân nước. Con nước là rơi vào nhà hết rồi, các bác thấy rồi. Bẩn hết đi, bẩn hết cái nhà luôn. Đó. Bây giờ chắc là ông cũng xin phép về nhà các bác. Mình cũng làm xong rồi. Còn cái đoạn kia chắc để ngày mai mới làm. Thì bây giờ cho ông phải xin phép đi về trước để đi ra huyện để ra ngoài đó để mua gạo vào sớm. Mua mai vào mà mua xong là vào và sáng mai vào đây sớm các bác. Thì chắc video cháu Hùng cũng xin phép khép lại tại đây. Hẹn tất cả các bác và tất cả mọi người video tiếp theo của cháu Hùng nha.